Xin chào mừng toàn thể quý vị đang đến với đêm bán kết thứ hai của chương trình Ca sĩ Giấu Mặt. Và kính thưa quý vị thân mến, đêm bán kết hai này chúng ta cũng tiếp tục tìm kiếm một người giỏi nhất trong năm người để bước vào đêm chung kết và có cơ hội mang về danh hiệu quán quân cùng với 300 triệu đồng tiền thưởng. Và ai sẽ là người may mắn chúng ta sẽ cùng được biết sau khi chương trình kết thúc. Bây giờ sẽ là một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón những ca sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay. Tình yêu không thấy nữa, hình
sâu vào những mê say, vì thời gian cứ thế chậm chậm đi vài giây, gửi theo những dấu yêu cho con tim em nhận lấy. Phần trình diễn rất sôi động của các ca sĩ ngày hôm nay cũng như là vũ đoàn NK. Đặc biệt ngày hôm nay có sự xuất hiện trở lại của nữ ca sĩ Miu Lê. Đó là vì lý do là trong đội của Miu Lê có đến 2 thí sinh vào bán kết. Cảm giác của Miu Lê khi xuất hiện một lần nữa trong chương trình này như thế nào? Đợt trước là tim muốn rớt ra ngoài luôn vì là hồi hộp kết quả. Thì không biết hôm nay như thế nào, hy vọng là mọi việc suôn sẻ ha. Cảm ơn anh. Cái đó là hy vọng thôi, còn chắc chắn không có điều gì mà suôn sẻ đến cho em hết trơn á, yên tâm đi. Giờ chị Hà, chị đã làm việc với cái thí sinh của chị á, thì chị nghĩ rằng bạn ấy là có bao nhiêu phần trăm là chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay? Thanh Hà nghĩ là bạn đó có khoảng 115% chiến thắng trong ngày hôm nay. Tại vì chị biết hôm nay chị cũng đẹp nữa, yeah. Mà thí sinh của chị là hát hay nữa, yeah. Vỗ tay, trời, chị đã dặn rồi. Chị đã dặn mấy em rồi, mỗi lần mà chị khen thí sinh của chị là mấy em cứ vỗ tay. Theo thống kê thì những người nào mà tự tin là thí sinh là hay chết trước. Không cần chị thống hiểu kê điều đó luôn, tự tin là hay chết trước. Không cần thống kê, vì số vừa rồi anh Dương Ngọc Thái khẳng định là 120% là đội anh chiến thắng. Và đội ảnh là người ít bình chọn nhất. Anh Cường có bao nhiêu phần trăm chiến thắng dành cho thí sinh của mình? Phần trăm thì em không dám tự tin giống chị Thanh Hà. Nhưng mà được cái là lúc mà tập với nhau thì bạn làm rất là tốt. Nhưng mà cái bạn thí sinh bên đội của Nam Cường á là bị một cái bệnh là bệnh tâm lý. Cho nên là rất là lo khi mà ngày hôm nay bạn như thế nào. Vậy sao trước khi đi thi xong cho bạn đi bác sĩ tâm lý giải quyết vấn đề tâm lý cho nó hết. Đây là một cuộc chơi mà mình cứ vui chơi cho thoải mái đi. Dạ chị thắng chơi với máy sinh vấn đề. Chị chơi vui chị về, máy sinh rớt không có tiền. Chị cứ nói với thí sinh của chị rồi, em cứ hát hết lòng đi. Rớt chị lo rồi. Rớt chị lo rồi. Chị trả. À.
Vậy sao số trước thí sinh của Miu Lê rớt mà không thấy tiền bạc gì hả? Đã rớt đâu anh, vẫn có cơ hội vô chung kết mà. Thua người ta mà chưa rớt nữa hả? Không. Phương, em đã tập kỹ với thí sinh của em chưa? Em tập cũng tương đối. Chắc là em, thí sinh của em sẽ là thí sinh giống ca sĩ nhất. Ủa, người ta đi thi là giọng hát mà bị... Thì tại vì mọi người tự tin quá cho nên là thôi em tự xung phong nhận giải phụ để đỡ phải tranh nhau. Là em tranh cái giải là ca sĩ mà ăn mặc, thí sinh ăn mặc giống ca sĩ nhất. Không, mặt cũng giống luôn, tóc cũng giống luôn. Đây là chương trình giọng hát giống ca sĩ, chứ không phải là chương trình phẫu thuật thẩm mỹ giống ca sĩ nha. Không, nhưng mà ngoại hình giống thì cũng phải có điểm động viên chứ. Nếu mà nói về ngoại hình thì không bao giờ có ai kiếm, có ai mà giống được anh Phan Anh Tùng hết trơn. Cường đã từng một lần là giả anh Phan Anh Tùng rồi. Lúc đó cái khu này sao? Là phải làm một cái đầu trọc giả, là dán đủ thứ keo lên đầu hết, rất là nặng đầu. Nói chung thì... Tùng ơi, em mở keo ra đi em, tháo ra đi. Như vậy ở đây nói về kinh nghiệm ngồi bán kết thì Miu Lê là người kinh nghiệm nhiều nhất. Chính vì vậy thí sinh đầu tiên sẽ là thí sinh Jinju của đội Miu Lê. Và ca khúc được chọn dành cho Jinju mang tên Yêu Anh. Bây giờ em rất là lo lắng vì lúc trước thì em chỉ hát một hai câu thôi, cho nên là nhiều người không thể nhận ra được em là người nước ngoài. Nhưng mà lần này thì em phải hát full bài, hát cả một bài, cho nên là chắc là khán giả sẽ nhận ra được em là người Hàn Quốc, cho nên là em rất lo lắng về điều đó. Hôm nay em sẽ chọn một bài hát tên là Yêu Anh. Lý do em chọn bài hát Yêu Anh là bài hát mà em lần đầu tiên nghe nhạc Việt Nam là bài hát đó, cho nên là em rất thích bài đó. Bài đó chính là món quà để dành tặng cho những người ủng hộ em. Bây giờ hỏi Miu Lê nè, khác biệt về ngôn ngữ á, tập nó khó không? Dạ rất khó, cho nên là trước khi mà Jinju hát á, em năn nỉ mọi người là châm trước cho bạn ấy, tại vì bạn đó là hoàn toàn là Hàn Quốc, mà bạn ấy nói tiếng Việt nhiều khi cũng không rành nữa, cho nên là cố lên nha Jinju. Rồi anh hỏi em gì ta? Những khán giả nào xem bán kết 1 thì hiểu vấn đề rồi. Chỉ có những khán giả và các anh chị đây là mới làm bán kết 2 nên chưa hiểu về em lắm. Miu Lê là một ca sĩ không có điểm dừng. Bay đầu bay. Và Nam Cường và anh Phan Thanh Tùng cũng cẩn thận bởi vì có những căn bệnh cách nhau nửa mét đã lây rồi. Không, anh hỏi em gì em muốn biết lại. À bây giờ thì anh không hỏi nữa đâu, anh sẽ tự nói luôn. Cô ấy rất là tội nghiệp, bay từ Hàn Quốc ra. Đêm hôm nay vừa xong, sáng mai bay về Hàn Quốc lại luôn. Tội không? Vé máy bay ai lo? Chị nghĩ nếu mà như vậy thôi để cổ thắng luôn cho rồi đi em. Tại tội quá mà. Chị nói thật đó, chị là lớn nhất ở đây. Chị nhường đó. Nhưng mà đã về cuộc chơi là phải công bằng. Vậy là em mua vé cho các bạn đó qua hát cho bạn này à? Dạ được chứ. Em đã mua tặng một cặp vé đạp dịch đầm sen rồi. Chị yên tâm. Và bây giờ chúng ta dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Jinju. Yêu anh yêu những giấc mơ dài thật dài, mình không có lối ra. Yêu anh yêu chỉ anh thôi. Yêu anh hết thân này, yêu anh chẳng tiếng gì. Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương, dù dấn thân và ngục tối. Yêu thôi, anh là ánh sáng, xin anh gần lại bên em, đừng rời xa. Mai nắng sau cơn mưa kia em sẽ đớn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng còn lo âu vì trái tim em không mang anh, chắc sẽ ngừng
nửa đâu về hát mà Chinh Chu thể hiện đã kết thúc. Có vẻ như là cô này cũng nghiên cứu miêu lê cũng dữ lắm đây. Bây giờ là phần bình chọn, xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Kính thưa quý vị, là ở trong năm vị ca sĩ ở đây mà nói về bạn mà rành giọng miêu lê là có Nam Cường nè. Bây giờ Nam Cường nhận xét như thế nào về cái giọng hát của cô gái vừa rồi? Khi bạn này cất những cái tiếng đầu tiên lên thì thực sự là rất là giống miêu lê. Đặc biệt á là bạn này có nghiên cứu cái ngân, cái rung của miêu lê á. Cái rung cuối câu rất là giống miêu lê. Rất là giống miêu lê. Nếu như mà không nói bạn này người Hàn Quốc thì cũng chẳng ai biết bạn là người Hàn Quốc. Đúng, bởi vì rồi. Bạn hát tiếng Việt rất là rõ. Nói gì thì nói, bây giờ để mình có, cho dù mình có học tiếng Hàn Quốc 3 năm mà kêu mình hát chuẩn giống như cô ấy học tiếng Việt mà cô giỏi rồi. Mình phải thường gái đẹp là Trường Giang ưu tiên dữ lắm. Không phải. Mặc dù Nhã Phương không thích điều này. Nhưng mà cái sự yêu mến thì đúng. Cứ việc yêu đúng. Mến thôi, có quyền. Đúng. Lần trước khi chị đến đây làm việc thì em nhắc tới đến tên Nhã Phương là đã có người chặt chém chơi mà em lại vẫn cứ không sợ. Một đó là tại em quá yêu Nhã Phương, em cứ muốn nhắc cái tên đó hoài. Đúng rồi. Hai. Chị Hà ơi, hình như là số nào cũng thấy nhắc đến Nhã Phương, số của em là cũng có Nhã Phương luôn. Còn cái điều Nhã thứ Phương hai, thành một cái đề cái tài điều thứ hai đó, nó còn quan trọng hơn nữa là em đem Nhã Phương ra để em làm đề tài, em làm show nói chơi. Từ xưa tới giờ chưa bao giờ nhắc tên của cô ấy trên sóng truyền hình. Chỉ có những người đối diện người ta nhắc, mà tại sao người ta nhắc? Bởi vì người ta thương, cảm ơn là có gì để dành tình thương. Và bây giờ là nửa bài hát còn lại, giọng ca của Chinh Chu. Dành một tràng pháo tay cho Chinh Chu và chú đoàn NK. Chinh Chu đã về Hàn Quốc được mấy ngày xong qua lại đây đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cái thời gian đó có tập luyện bên đó không? Dạ có. Vậy hả? Em có thể nói dài hơn được không? Dạ được. Cũng vậy hai chữ à. Điểm nào ở chị Miu Lê mà em ghét nhất? Không có. Không có hả? Trời nhỏ diễn sâu ghê. Anh Thanh Tùng cho ý kiến về giọng hát của bé đi. Em
để ý cái cách hát của Miu Lê rất kỹ, nhưng mà cái màu giọng của em nó không có sáng như Miu Lê. Nhưng mà dẫu sao thì với một cô bé Hàn Quốc xinh xắn như vậy mà tiếng Việt chưa có rành mà đúng, hát được như vậy là phải nói là rất đáng khen. Quá giỏi, vỗ tay. Rất đáng khen. Cảm ơn anh. Bây giờ em chỉ dành Hàn Quốc mà em yêu anh nói sao? À, em sẽ nói cho khán giả. Khán giả nghe. Gài không thành công rồi Giang ơi. Đâu, hỏi thật lòng mà, tại vì em nó chuẩn bị thông thôi. Minh quá. Bây giờ nói chung là phần thi của em xong rồi, không có gì áp lực, nó thoải mái rồi. Bị trước sau gì sáng mai cũng về Hàn Quốc thôi. Mình về sớm thì đỡ mất thời gian, để tốn tiền vé máy bay. Anh nói là gì em được không? Nghe em. Trong. Ok. À, ngày hôm nay thì để em vừa hoàn thành xong phần thi. Dạ. Mà anh nghĩ là mai về Hàn Quốc đừng qua lại, bởi vì nếu vô chung kết qua lại tốn tiền vé máy bay. À, không sao. Đã tiết kiệm rồi cho nên là em có. Tức là em có một cái quỹ đen rồi. Đấy. Quỹ đen là gì ạ? À, thôi, nói chung em hiểu đâu. Ở đây chỉ có Nam Cường với Phan Đình Tùng hiểu thôi. Dạ. Và bây giờ là phần song ca giữa Chin Thu và Miu Lê. Có khi chợt nhớ những lời anh nói sẽ luôn gần bên và yêu em mãi thôi. Thế nhưng giờ đây anh vội đi mất mình, em chờ mong vòng tay là nghe thời gian vút bay. Người yêu hỡi, giờ cô đơn mình em vắng tênh, lòng lạnh giá cùng những nỗi đau rối bời. Thầm gọi người yêu dấu, giờ này anh đang nói đâu? Có biết em u buồn, mong anh hàng đêm từ bao lâu? Từng ngày dài mong ước, người trở về đây bên em. Em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này nữa đâu. Chẳng để được bên nhau. Những dài điều quen, những lời anh nói. Rồi, cảm ơn Miu Lê. Tất cả đã có, nhưng mà không biết là bao nhiêu thôi. Đi về nhẹ thôi em. Tiết lộ một điều nữa là Chin Joo cũng rất là thích Bích Phương. À, chào chị. Em đã cover một bài hát của chị Bích Phương. Bài gì? Là Gửi Anh Xa Nhớ. Hát luôn ở đây được không em? Anh xa nhớ, anh có khỏe không? Em lâu lắm không biết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì ngoài câu em ở đây nhớ anh vây đầy. Anh thấy là hát Bích Phương giống hơn là Miu Lê. Xong thi hôm của chị. Thôi được rồi, cảm ơn em nha. Chúng ta gặp nhau phần cuối chương trình để công bố kết quả. Thank you. Và bây giờ tiền thẻ vừa rồi mình giao lưu Bích Phương, thì bây giờ sẽ là phần dự thi của Thiên Hà đội Bích Phương. Xin chào, mình là Thiên Hà. Ăn kem, đọc sách, dạo hồ, chụp ảnh là một trong những sở thích đặc trưng của Hà. Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội,
là một cô gái có sở thích cá trầm và phong cách ăn mặc bánh bèo, nhưng ngược lại, Hà lại rất sôi nổi và cá tính. Hà rất tin vào chữ duyên, vì đó là động lực để Hà vượt một chặng đường dài 1.730 km để đến với cuộc thi này. Với Hà, sân khấu là một nơi rất thiêng liêng để Hà thể hiện bản thân, và vì thế Hà sẽ cố gắng tỏa sáng với phần thi của mình trong sân khấu Ca sĩ Giấu Mặt ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là phần Thiên Hà thể hiện tài năng giống Bích Phương bao nhiêu phần trăm, chúng ta hãy cùng chờ xem. Giây phút đâu bầu trời cao về là muôn ánh sao, vì sao lung linh có phải anh khi bên em nghe thấy tiếng trái tim cất lời, thấy nắng ấm áp chiếu sáng dù mưa vẫn rơi. Đêm bao đêm em đã mơ thấy người mắt cười nói lời yêu, cầm tay em đi anh đưa em đến nơi xa xôi tận trời, nâng mây theo gió bay tháng ngày đâu hay. Trong đêm tối tăm, tay anh vẫn nắm chặt em. Gian nan vẫn chờ, nên anh đừng hững hờ. Bên em những giờ đã là mộng mơ. Dù có khó khăn, nhưng anh hãy nhớ rằng em, rằng em. Phần đầu bài hát đã kết thúc. Bây giờ là thời gian dành cho 200 vị giám khảo tại trường quay bình chọn. Xin mời. Thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Bây giờ sẽ nhanh thôi, hỏi Bích Phương. Em thì em nghĩ là chắc là hơi tâm lý một chút. Với cả cái ca khúc này của em thì đoạn đầu, tức là đoạn đầu nó hơi thấp. Thấp, không những hơi thấp mà nó quá nhiều nhạc cụ nữa. Cho nên là em nghĩ là Hà hơi run một chút, cho nên nghe âm thanh hơi mờ. Thế nhưng mà đoạn điệp khúc thì em ấy làm rất là tốt. Bởi vì cô ấy bay từ Hà Nội vào, không khí thay đổi, đột ngột. Vâng. Bị cảm luôn. Nào anh hãy tươi tỉnh và lạc quan lên xem nào. Tuy nhà xa và sức đúng khỏe rồi, yếu không nhưng sao đâu em ơi. Hà đã hoàn cũng thành tốt phần thi ngày hôm nay. Chúc mừng em. Đúng rồi. Em phải như thế chứ. Thua sớm về sớm đỡ vất vả. Không có chuyện đó. Chúng ta cùng lắng nghe nửa ca khúc còn lại. Xin mời. Khi bên anh em nghe thấy tiếng trái tim ngắt lời, thấy nắng ấm áp chiếu sáng dù đêm em đã mơ thấy người mắt cười nói lời yêu, cầm tay em đi anh đưa em đến nơi xa xôi tận cuối trời, đừng mây theo gió bay tháng ngày đâu hay. Trong đêm tối tăm tay anh vẫn nắm chặt em, gian nan vẫn chờ nên anh đừng hững hờ. Trời nước mây theo gió bay tháng ngày đâu hay. Trong đêm tối tăm tay anh vẫn nắm chặt em, gian nan vẫn chờ nên anh đừng hững hờ. Bên em những giờ đã là mộng mơ, dù có khó khăn nhưng anh hãy nhớ rằng em, rằng em.
Vỗ tay cho Thiên Hà và vũ đoàn SK. Quý vị và các bạn thân mến, hãy nhìn bộ trang phục, đầu tóc y chang cái cô gái trong MV vừa rồi. Và xin thưa luôn, đây tự đầu tư để cho giống với ca sĩ thần tượng của mình. Chừng đó là đủ điểm vô chung kết rồi. Thiệt. Chị Hà chị thấy sao? Theo cái cảm nhận của chị thì về cái sắc màu của cái giọng hát em thì hơi có giống Bích Phương. Nhưng mà cái nhịp của em trong cái bài hát này thì vẫn, đối với riêng cá nhân thì chị thấy nó vẫn chưa có chắc như là ca sĩ Bích Phương. Nhưng nói chung lại thì phần trình diễn của em rất là thú vị và chị cũng rất là thích. Anh Đông, đây không phải là giọng hát chuyên nghiệp, vì yêu mến thần tượng nên họ cố gắng. Rào quá. Anh không cần phải rào thế đâu, anh Tùng anh giơ cao đánh khẽ lắm nhỉ anh nhỉ? Cái điểm cộng lớn là của em là cái phần bề nhìn là giống quá, giống Bích Phương tới 80-90% rồi. Nhưng cái điểm trừ ngay lập tức là chọn bài. Em chọn cái bài Nhanh là một trong những cái bài mà Bích Phương ít thể hiện nhất. Cái phần trầm á em hát không ra được, nhưng cái phần cao là lấy lại điểm đó. Dẫu sao thì tóm lại đây là một phần trình diễn tốt. Tốt rồi, tốt rồi. Nhiều lệ tốt đúng không em? Đúng không? Tại vì cái bài hát này là một những bài hát em rất là thích. Nó có nằm trong playlist nhạc của em. Ngày nào? Dạ. Thank you. Nãy Diễm thấy em hát theo hả? Ngày nào tiếp. Thì cái bài này tuy là có tiết tấu nhanh nhưng mà cái cách của chị Phương hát vẫn là kiểu tự sự. Mà bạn hát hơi mạnh á, nên là nghe nó không giống lắm. Nhưng mà bạn đó, bạn được điểm ngoại hình. Mà có chấm điểm ngoại hình không ta? Em nói chuyện gần gũi cho anh hơn xíu đi, cho anh dễ hiểu đi. Nha. Nha. Nam Cường cho ý kiến xem nào. Cái lúc mà bạn ở trong cái sau cánh cửa, mà giá như bạn hát giống như lúc mà bạn bước ra ngoài á. Ra ngoài tốt hơn. Ra ngoài lúc bạn bước hơn. Ra ngoài là cái đầu tiên vô là bạn giống y chang Bích Phương luôn. Phần song ca giữa idol và thần tượng idol. Cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều. Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng. Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa? Đã và thứ Hà. Cảm ơn hai bạn. Sau đây là minh trí của đội Phan Đức Tùng. Sau những ngày tháng được anh Phan Đức Tùng chỉ dẫn rất cặn kẽ thì không biết ngày hôm nay minh trí sẽ hiện như thế nào. Bên cạnh việc ca hát thì sở thích của mình là phải làm một cái gì đó mạnh mẽ lên một tí. Vì vậy niềm đam mê còn lại của mình là thể thao. Mình có thể dành khá nhiều thời gian trong tuần để đi đá banh với các bạn và tự mình tập luyện salto, xoắn lộn
đủ kiểu. Vậy mà sao tới giờ người mình vẫn chưa được như anh Tùng nữa, kỳ ghê ta. Mình rất thích chọc cười bạn bè, thích mặc trang phục thoải mái và thích làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không bị bó buộc bởi một nguyên tắc nào cả. Thú thực như nãy Trường Giang nói là Tùng tập cho Minh Trí nhiều, thực sự là không có một lần nào được tập cho Minh Trí hết. Trời ơi, anh chạy show, anh bỏ rồi em múc về hả anh Tùng? Tại vì thực sự là cái lịch diễn ở bên Mỹ của Tùng năm nay là quá dày đặc, đi tới 9-10 chuyến lận. Và bài này thì chắc chắn là do Minh Trí chọn rồi. Hy vọng với sự bỏ rơi của anh Phan Đình Tùng thì Minh Trí sẽ biết cách vươn lên đứng dậy để đi tiếp vào chung kết. Chúng ta vỗ tay cho Minh Trí. Ngoài kia trăng lên cao, gió lay ngàn cây, da trắng vẫn nhói đau với vết thương dấu chôn trong lòng. Ngày xưa mang yêu thương đến cõi trần gian, ngờ tình yêu thủy chung nên mang theo suốt một đời thôi. Da trắng sẽ mơ ước nguyện một hạnh phúc, giá chàng mơ tình yêu. Có ngờ đâu hạnh phúc chỉ là phù du, ước vọng không thành lòng cây đắng. Kim giá chàng sẽ cát đêm để rồi còn sống xô tan tành. Kim giá chàng thấy có giống không ạ? Quá giống. Ở bên trong thôi nha, chưa bước ra đây có ánh đèn nữa, giống dữ nữa. Bây giờ là thời gian dành cho bình chọn. Thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Miu Lê, em thấy giống không? Say yes. Không nói gì nhiều. Yes. Chị Hà, chị thấy không? Chị cũng nói yes. Không nói gì nhiều. Yes. Cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với nửa bài hát còn lại. Trăng lên cao, gió lay ngàn cây, da trắng vẫn nhói đau với vết thương dấu chôn trong lòng. Ngày xưa mang yêu thương đến cõi trần gian, ngờ tình yêu thủy chung nên mang theo suốt một đời thôi. Da trắng sẽ mơ ước nguyện một hạnh phúc, giá chàng mơ tình yêu. Có ngờ đâu hạnh phúc chỉ là phù du, ước vọng không thành lòng cay đắng. Kim giá chàng sẽ cắt
sóng gió tan tành, kim gia trang sao đớn đau như tình tôi suốt những ngày qua. Cho thật nhiều không tiếc chi, để rồi đổi lấy lại được gì. Khép mi buồn nước mắt rơi, thương mình như kiếp gia trang thôi. Có phải là nghe nhạc Phan Thanh Tùng từ lúc mới đầy tháng đúng không? Hát cái gì mà y chang vậy? Chúng ta sẽ thử một cái thử nghiệm sau đây. Em biết bài Cạm Bẫy Tình Yêu của Phan Thanh Tùng không? Dạ biết anh. Bây giờ anh Tùng sẽ cầm micro lên và hát câu đầu tiên, em hát câu tiếp theo. Đừng tin vào lời ong bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Đừng theo phù phiếm xa hoa, đừng gieo nên tội là kẻ bạc tình. Đây là hai anh em ruột, chỉ khác có cái là một người là xài dầu gội đầu, một người không xài thôi. Bây giờ không nói nhiều nữa, mời em Phan Thanh Tùng lên đây. Và sau đây là phần song ca giữa Minh Trí và ca sĩ Phan Đình Tùng, ca khúc Cào Cào Lá Tre. Thơ rêu bay phất phơ lưng đồi, cào cào em kết tặng anh tiếng cười. Vô từng ngày vui ngỡ không xa rời, nhưng sao một hôm không thấy em. Anh lên đồi kia tìm em nhỏ bé buồn hiu trắng cười, anh lâu nhìn mây hỡi mây cao vời, mây trôi muôn dặm xa có thấy em. Còn nhớ không em những dấu yêu tôi thơ ngày xưa, nhớ không em tiếng anh kêu những khi mưa về, chạy theo em trên con đường đê trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa. Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em, nhớ không em những anh xa về bao mơ mộng. Cao cao lâu nay không gặp em, ánh mắt nó xa buồn tê. Thế đó là quá giống. Bây giờ tôi hỏi Nam Cường với Miu Lê cái khúc mà hai người quay lưng á, ai là người hát câu thứ hai? Thì cũng vòng vòng một trong hai người đó thôi. Anh rất muốn nghe cái giọng nói của bạn này. Dạ, em tên là Minh Trí. Dạ, em quê ở Nha Trang anh. Đó, cái tần số giọng nó cũng na ná anh Tùng nữa. Cho nên là khi bạn hát kê cái miệng vô giọng anh Tùng là y choang luôn. Cảm ơn anh Tùng, cảm ơn Minh Trí rất nhiều cái phần song ca vừa rồi. Bây giờ hỏi bạn một câu thôi. Nếu như may mắn được vào chung kết, bạn có dám cạo đầu giống anh Tùng không? Chơi luôn phải không em? Dạ chơi luôn. Ê con. Cộng điểm mà. Dạ em nghĩ nếu mà em vô chung kết á thì em sẽ có một cách nào đó mà vẫn ăn được cái ngoại hình mà không cần cạo đầu. Rồi vậy là chắc chắn không vô chung kết đâu. Không có chuyện chơi vậy hết trơn. Rồi rồi. Cứ trả lời một cách liều mạng đi. Rồi tới đó tính. Vậy có. Rồi, xin cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của anh Tùng và Minh Trí. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta lại bắt đầu đến với một thí sinh khác, và cũng là một thí sinh có giọng hát nội lực giống như ca sĩ thần tượng mình. Đó chính là Phương Yên của đội ca sĩ Thanh Hà, ca khúc mang tên Tình Vội. Tình còn trong mùa khơi khi lòng vẫn vu vơ, anh còn bao ước thơ vuốt ve em chưa được đôi ba lần đã quay buồn. Khi mà nhạc
nó dồn dập lên thì em phải đẩy cái lực em ra nữa. Tại không là sẽ nghe cái hòa âm thôi mà sẽ không nghe cái giọng của em. Và nhất là cái đoạn giữa, bắt đầu từ sau giang tấu, đoạn giữa lặp lại là em phải hát nó hơi rock cho chị một chút xíu. Tức là mình không phải gào thét lên nhưng mà em đẩy lên, và nếu mà em cái giọng em mà nó vỡ ra một chút xíu nữa thì nó sẽ hay hơn. Cái đặc biệt của ca sĩ đội mình đó là tại bạn này hát mà nhịp nhàng có, cái thính âm của bạn cũng tốt nữa. Hai điều đó đối với Thanh Hà là hai cái yếu tố quan trọng nhất. Thì là bạn này có đủ cái hai yếu tố đó, chỉ cần bỏ cảm xúc vào là sẽ hay. Và bây giờ Phương Uyên đã sẵn sàng, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho Phương Uyên. Bao nhiêu suy tư đến với lòng em khi anh quay lưng bước theo màn đêm, men say kia chưa dứt trên vành môi mà anh vội xa lánh. Anh mang cho em ước mơ xa vời, anh đem yêu thương đến trong cuộc đời, đắm say trong hồn dù biết tình ngang trái. Đến bên em sao tình xa vắng, ấp ôm em sao lòng cay đắng, muốn yêu em sao còn vương vấn niềm vui nào bên anh. Bây giờ là thời gian dành cho bình chọn. Thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Nói gì thì nói, biết đâu được khi bước ra khỏi cánh cửa này, mọi việc sẽ thay đổi nhờ ánh đèn sân khấu, nhờ những tràng pháo tay của quý vị khán giả. Biết đâu cô ấy lại giống chị thì sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Trong màn đêm khi anh quay lưng cách xa lòng em, trao em đôi ba phút giây thở ơ để muôn vàn thương nhớ. Anh mang cho em ước mơ xa vời, anh đem yêu thương đến trong cuộc đời, đắm say trong sao lòng cay đắng, muốn yêu em sao còn vương vấn niềm vui nào bên ấy. Tình còn trong mù khơi khi lòng vẫn vu vơ, anh còn bao ở thờ vuốt ve em chưa được đôi ba lần. Nói bên em chưa được dám ba lời,
cảm ơn Phương Uyên và Vũ đoàn Việt Hải rất là nhiều. Hôm nay hỏi thiệt có bệnh hoạn gì không? Dạ không có, nhưng mà tại em không quen mang giày cao gót. À, bây giờ chúng ta hỏi chị Hà đầu tiên đi. Theo Thanh Hà thì là hôm nay Uyên hát rất là tốt. Uyên có nghe chị hát nhiều hơn và lần này có rất là nhiều chỗ giống. Đặc biệt là cái hơi em tống ra những cái chỗ mà cần thiết như là chị chỉ cho em ấy, thì rất là giống. Nhưng mà cái lúc mà tổng duyệt thì bạn hát lại giống hơn là hôm nay. Một phần là chắc tâm lý phải không? Đối với em khi mà ở trong đội của chị Thanh Hà thì đó là một cái đề bài rất là khó đối với em rồi. Chắc. Và riêng bản thân em đến với cuộc thi này thì hôm nay là có những cái rất là đầu tiên của em thực hiện, như là lần đầu tiên mang cao gót lên sân khấu, cũng như giống như lần đầu tiên tháo mắt kính cận ra vân vân vậy đó. Nói chung là em lần đầu tiên luôn hả? Wow. Chị hay rất quá. Là cảm ơn em là em đã nhận lời mời để tham gia chương trình hôm nay để cho chị được có một cơ hội nghe chị hát. Em hát rất hay, xin cảm ơn em. Nếu như may mắn Phương Uyên nhận được tấm vé vào chung kết thì với một bộ đồ vét tông như thế này, trong khi đó thần tượng của bạn là chị Hà thì chỉ toàn mặc váy, thì có vẻ cái điểm về ngoại hình là chắc là không được điểm nào. Chị hứa nếu mà em được vào vòng tới, chị thay đổi hoàn toàn, em là một Thanh Hà số 2. Chị sẽ tặng em một bộ tóc giả màu vàng. Nhân tiện tặng em bộ luôn được không? Bây giờ chị Hà và Phương Nguyên sẽ song ca một bài gửi tặng tất cả chúng ta trong đêm hôm nay. Xin mời Phương Nguyên và nữ ca sĩ Thanh Hà. Đêm đêm em hay vẫn mơ, thức giấc biết anh bên cạnh, quên đi mọi sầu mọi lo, kế anh hỡi ơi người yêu. Có những lúc em muốn nói những kêu gào trong mộng, yêu anh mãi mãi, những phút âu yếm bên anh, thời gian đứng yên, quên đi tương lai, quên đi quá khứ, với những câu nói trên môi ngọt ngào. Thời gian đứng yên, quên đi tương lai, quên đi quá khứ, với những câu nói trên môi ngọt ngào thiết. Dành một tràng pháo tay nữa cho ca sĩ Thanh Hà và Phương Nguyên. Kính thưa quý vị thân mến, 4 thí sinh đã trình diễn xong. Còn lại một người cuối cùng chắc chắn đang áp lực, đúng không Cường? Hình như là do lúc đầu chương trình đó, Cường có thông báo là cái bạn thí sinh của Cường bị tâm lý. Cho nên là sếp cho đó nên là do Cường thông báo cho ai thông báo. Đó, cho nên là hình như là Trường Giang ngấm ngầm thông báo ban tổ chức, cho nên là ban tổ chức xếp cho bạn đó thi cuối cùng. Đâu có, cái việc đó phải việc của tôi đâu biết đâu. Cường đã làm việc với bạn thí sinh của mình rồi. Cái việc mà thắng thua ở chương trình này nó không có quan trọng. Đúng. Bởi vì để mà hóa thân cái giọng hát mình vào một ca sĩ nào đó, cái đó thuộc về cái năng khiếu, chứ không phải là việc bạn hát hay hay hát dở. Đó.
Đó, và cái cơ hội cho bạn đứng trên cái sân khấu này là cái cơ hội để bạn thể hiện bản thân mình. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ không để cho Hùng Cường phải đợi lâu thêm nữa. Chúng ta đến với thí sinh Hùng Cường trong đội Nam Cường. Và ca khúc anh ấy phải vượt qua làm sao cho giống Nam Cường nhất, mang tên Khó. Cũng như anh mỏi nhớ những ngày xưa êm đềm, nhưng sao càng đêm lại càng không thấy em. Chứ em hát vừa cũng rồi nè coi. Cũng như anh. Cũng như anh đúng không? Dạ. Không, anh hát khác. Cũng đẩy lực mạnh lên tí. Cũng như anh ngồi đếm những ngày dài xa em. Điểm yếu nhất của Hùng Cường hiện tại đó chính là cái lực ở trong giọng hát của bạn. Bạn hát nhẹ nhàng thì có, nhưng mà cái lực để truyền tải cái ca khúc thì chưa có. Bởi vì cũng không hẳn là khi mình hát nhẹ nhàng là sẽ tình cảm, mà mình phải có lực. Bởi vì khi mình có lực ở trong giọng hát, mình mới điều chỉnh được cái giọng hát và tình cảm. Nhẹ thì có nhẹ ok, nhưng mà cái của anh á là nhất rõ dữ, cái thứ hai nhấn, cái thứ ba là có lực, nhưng mà cái lực đó phải pha hơi vô thì mới được ra đúng của anh. Với ca khúc hit của Nam Cường, ca khúc mang tên Khó, chúng ta hãy xem Hùng Cường thể hiện như thế nào. Thêm một tràng pháo tay nữa cho Hùng Cường. Sóng vỗ tràn từng bờ cát trắng, anh chợt nghe những âm thanh quen thuộc, cứ ngỡ bước chân em về đây. Anh ngồi đếm những vì sao trên cao, mỗi ngôi sao là một ngày xa cách. Anh ngồi đếm những con sóng xô bờ, đêm mai sóng vẫn xô vào bờ. Xa em cũng như anh ngồi nhớ những ngày xưa êm đềm, nhưng sao càng đêm lại càng không thấy em, nhưng sao càng nhớ lại càng xa em. Có bao giờ còn sống không xô vào bờ đâu em, có ai đêm được hết những vì sao trên trời, nên anh nhận ra một điều em ơi, khi chia tay ta rất khó quay trở về bên nhau. Và bây giờ là thời gian dành cho bình chọn. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Bất thường em thấy phần trình diễn của Hùng Cường như thế nào? Em thì em thấy bạn ấy giọng không giống anh Cường lắm. Anh Cường lên nốt cao nghe tình cảm hơn. Thế nhưng mà bạn ấy cũng rất là cố gắng. Và em thấy là đây là một phần trình diễn tốt. Em nghĩ là đi ra ngoài sân khấu thì sẽ hát tốt hơn. Này, tất cả hãy lắng nghe Mì Lê phát biểu nè. Dạ em thấy không giống anh Cường lắm. Tại vì giọng anh Nam Cường hát nó vậy nè. Nó Nam Cường hơn. Anh Phan Anh Tùng, anh nói cái cho em muốn cứ nói theo anh. Thì đó, ý là giọng của bạn Hùng Cường nghe nó chưa có Nam Cường. Nó cũng hùng quá cho nên nó chưa có đủ nam. Hiểu không? Dạ không. À, sắp hiểu đi. Cảm ơn anh. Thôi nói chơi vậy thôi chứ thực ra thì hết rồi đó. Dạ. Trời đất ơi. Chị Hà, chị nói câu cho em mát lòng mát dạ. Yes. Nam Cường nói luôn. Thực sự là ngày hôm nay Hùng Cường khiến Nam Cường rất là thích thú và tự hào. Bởi vì là bạn làm tốt hơn những gì mà Cường nghĩ. Đoạn đầu thì nghe nó chưa có giống lắm. Nhưng mà đoạn sau bạn đã lấy lại được những cái gì mà Cường dặn bạn, bạn làm được hết. Những bữa mà Cường tập cho bạn này, bạn đã rất là thông minh và bạn đã tiếp thu. Và ngày hôm nay bạn hát hoàn toàn khác và khiến Cường cảm thấy rất là tự hào. Cảm ơn Nam Cường. Mình là vậy, dù mình có bận số cỡ nào thì mình cũng dành vài buổi ra để mình tập cho các em. Chứ không phải như là bận đi Mỹ, đi Pháp rồi về đây không chỉ bữa nào hơn em hát giống mình. Chứ hát không giống thì ôi trời. Thôi không sao đâu, chuyện đó coi như bỏ qua. Và bây giờ chúng ta hãy chờ xem bạn ấy có làm tốt hơn không khi bước từ cánh cửa ra sân khấu. Nửa bài hát còn lại, xin mời.
Sao chọn remix là chính xác. Bởi vì sao? Vừa bước ra nhạc remix lên, các em ra nhảy hát y chang. Bạn Hùng Cường lựa chọn cái bản đằng sau là bản remix, bởi vì là bạn này rất là thích nhảy. Rất là thích sôi động. Remix vừa lên là miêu lê, giống như là trở về thế giới của mình vậy đó. Là bắt đầu là quẩy mà bất chấp tất cả. Bây giờ không khí đang sung quá. Bây giờ xong ca. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy được mang tên Chưa Một Lần. Giây phút anh thấy em khẽ ôm anh trong cơn mưa buốt phải, con tim anh như lặng đi. Lời yêu thương từ lâu đó còn chưa nói được, giờ này chẳng có nghĩa gì. Quay lưng anh lang thang bước về, mưa rơi thêm não đề, con đường dài lê thê. Phải chỉ anh đến sớm hơn người ấy, dù chỉ một giây, biết đâu mình đã có nhau. Giờ thì làm sao anh xóa hết những tháng ngày ấm áp được gần nhau bấy lâu. Giờ làm sao anh có thể nắm lấy tình yêu ấy để được cùng người đến mãi sau. Chưa một lần nào được ôm lấy, giữ lấy hay thuộc về nhau nữa mà. Chưa một lần mình cho phép tình thổn thương để tình cảm này đi quá xa. Chưa một lần được nói ra. Cảm ơn rất nhiều. Phần kết hợp của Song Cường so với cái phần mà đứng trong ô cửa và phần bước ở đây hoàn toàn khác biệt á. Dạ em thích ra đây hát với mọi người hơn ở trong đó. Vỗ tay cho Song Cường nè các bạn. Và kính thưa quý vị thân mến, như vậy là 5 phần thi đã kết thúc, 5 phần song ca cũng đã kết thúc. Chị Hà, theo chị nghĩ ngày hôm nay phiếu bầu có chia đều cho tất cả những thí sinh không? Hay là nó sẽ bị nghiêng về vị trí nào đó? Chị nói cho ngắn gọn ha. Dạ. Là bản thân chị sẽ bầu cặp Phan Đình Tùng. Miêu Lê,
Hả? Em chỉ bằng phía anh Phan Anh Tùng luôn hả? Em bầu thí sinh của anh. Nếu như phần trăm về tự tin cho thí sinh của mình thì Nam Cường có bao nhiêu phần trăm? Tôi nghĩ sau cái phần thi này thì cũng đặt nhiều cái kỳ vọng vào bạn. Đúng. Và cần thấy là mọi người cũng thích bạn Hùng Cường của Nam Cường. Đúng. Nhưng mà thực sự là ngày hôm nay thì 5 năm bạn thí sinh ngày hôm nay làm rất là tốt, thực sự là vậy. Em đừng nói với micro không bỏ cho em đó. Em có thí sinh mà. Quên, em bầu cho thí sinh của em chứ. Lấy Giang lại, ơi lại. Giang, cái con người này hình như là không tập trung vào cái chương trình của mình. Em ơi, anh chị anh... bầu cho xin chú. Nếu vậy chị cũng lại luôn em, chị là bầu cho Phan Đình Tùng và cho chị luôn. Em bầu cho anh Tùng và xin chú luôn. Quên mất em có thí sinh. Miu Lê, em hãy trở về với thế giới loài người của tụi anh đi. Chưa có kết quả, chưa biết điều gì. 30 chưa phải là Tết, sau 4 rưỡi chưa biết ai giàu hơn ai. Đúng không? Và bây giờ chúng ta cùng chào đón sự trở lại của 5 thí sinh. Phương Nguyên, Xin Chu, Hùng Cường, Thiên Hà hay Minh Trí, ai sẽ là người giành tấm vé duy nhất trong đêm nay để bước vào chung kết? Dĩ nhiên những bạn còn lại vẫn còn một cơ hội. Sau 3 đêm bán kết diễn ra, thí sinh về nhì cao điểm nhất sẽ giành tấm vé thứ tư và cũng là tấm vé cuối cùng bước vào đêm chung kết. Và bây giờ là điểm số đầu tiên của 200 vị giám khảo tại trường quay dành cho Phương Nguyên. Một, tám, ba, hai. Một, tám, hai là số điểm dành cho Phương Nguyên. Tiếp đến là Lưu Bình Chọn dành cho cô gái đến từ xứ sở Kim Chi, Xin Chu. Còn số đầu tiên sẽ là số 1. Số tiếp theo sẽ là vẫn còn bí ẩn. Và cuối cùng là số 9. Và tiếp theo, lượt bình chọn dành cho Hùng Cường. Số đầu tiên sẽ là con số 1. Chấm hỏi và 6. Chấm hỏi vẫn còn là bí ẩn. Và bây giờ là lượt bình chọn dành cho Thiên Hà. Số đầu tiên là 1, 8, 3, 5. Và cuối cùng là bình chọn dành cho Minh Trí. Và con số đầu tiên sẽ là 9. À không, chỉ có 200 phiếu bình chọn mà thôi. Con số 1. À, như vậy là với 182 lượt bình chọn, Phương Nguyên hiện tại thua một người, đó là Thiên Hà. Có nghĩa là Phương Nguyên chắc chắn không giành được tấm vé vào chung kết. Là Thiên Hà hiện tại mang về 185 lượt bình chọn, chưa nói lên được điều gì bởi vì vẫn còn 3 con số bí ẩn. Chúng ta sẽ mở con số bí ẩn thuộc về Thiên Du. Nếu là số 8, Xin Chu sẽ là người cao nhất tính đến thời điểm này. Nếu là số 7, coi như không có gì thay đổi. Và nếu là số 9 thì có thể 99% Xin Chu là người giành được tấm vé vào chung kết. Và con số đó sẽ là con số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 8, 9. Nếu bây giờ Hùng Cường là con số 9 thì Hùng Cường sẽ là người cao nhất. Giả dụ Hùng Cường là con số 8 và Minh Trí là con số 9
người về nhì đêm nay là Trinh Chu, và người về nhì đêm nay cũng thua người về nhì bán kết đầu tiên. Và bây giờ mời Thiên Hà qua đây. Cuộc chơi chỉ còn lại hai người. Hùng Cường bước qua đây. Em muốn vào chung kết không? Bởi vì vào chung kết là có cơ hội giành lấy giải quán quân, mang về 300 triệu đồng tiền thưởng. Và đó là bước ngoặt có thể thay đổi cuộc đời. Muốn không? Dạ muốn ạ. Nếu rớt thì sao? Dạ rớt thì vẫn vui ạ. Nói dối. Thua làm sao mà vui được. Em muốn vô chung kết để làm quả đầu giúp anh Phan Đình Tùng không? Dạ muốn. Muốn. Nếu rớt thì sao? Rớt thì thôi. Rớt thì thôi. Được, này nói hợp lý nè. Rớt thì thôi. Bởi vì rớt không làm gì được ban tổ chức hết. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố số điểm thuộc về Minh Trí trước. Phiếu bầu. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có con số 9 đằng sau dấu hỏi của Hùng Cường thì Hùng Cường mới là người chiến thắng. Và như vậy, chiếc vé bước vào chung kết trong đêm bán kết 2 này đã thuộc về Minh Trí. Thưa quý vị thân mến, như vậy là sau hai đêm bán kết 1 tấm vé chung kết thuộc về Nghĩa Trang, bán kết 2 tấm vé chung kết thuộc về Minh Trí. Những thí sinh còn lại cũng còn cơ hội nếu là về nhì cao nhất. Xin chào tạm biệt.